Thầy chào các em học sinh. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Thì nội dung chúng em cần nắm được gồm hai chủ đề. Chủ đề 1 rèn luyện thói quen, chủ đề 2 rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. Thì trong chủ đề 1 rèn luyện thói quen thì để thực hiện thường xuyên những việc làm để tạo thói quen sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng tại gia đình thì chúng ta cần làm những việc làm như sau: vệ sinh cá nhân hàng ngày, thay giặt quần áo, chăn mền thường xuyên, luôn luôn lau chùi bàn ghế, nhà cửa mỗi ngày, rửa chén đũa sạch sẽ ngay sau khi dùng. Và chúng ta cần phải loại bớt những đồ dùng không cần thiết để sáng tạo thêm không gian lưu trữ mới và phân loại quy định vị trí cho các đồ dùng, sắp xếp các đồ dùng vào đúng vị trí và cất lại sau mỗi lần sử dụng. Tiếp theo, để thực hiện những việc làm để tạo thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ khi học tập và sinh hoạt ở trường thì các em cần phải làm một số việc như là kê bàn ghế ngay ngắn thẳng hàng, đặt sách vở, hộp bút gọn gàng ngay ngắn trên bàn khi dùng, xếp sách vở ngăn nắp sau mỗi lần sử dụng. Nếu một số em sinh hoạt bán trú tại trường thì phải xếp chăn mền gọn gàng đúng nơi quy định, luôn giữ cho môi trường lớp học, sân trường sạch sẽ. Tiếp theo chủ đề 2, rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. Thì để có sự kiên trì và chăm chỉ, các em cần có một số biểu hiện của tính kiên trì như theo đuổi mục tiêu trong thời gian dài và luôn cố gắng vượt qua khó khăn để đến được cái mục tiêu đó, và luôn luôn nỗ lực tìm cách để đạt được mục tiêu và phải làm thử nghiệm nhiều lần để đạt được mục tiêu đó, không được nản chí. Thì ý nghĩa của sự kiên trì, sự chăm chỉ là sẽ tạo nên sự thành thục của kỹ năng, đảm bảo sự thành công cho mục tiêu đặt ra, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, cơ hội mới của cuộc sống, tạo nên sự tự tin lạc quan và chúng ta sẽ mạnh dạn hơn. Để rèn luyện sự chăm chỉ trong học tập và cuộc sống thì các em cần có lập kế hoạch cho học tập và các hoạt động khác, cam kết thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra, tìm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn để kế hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ, thời gian và đạt chất lượng tốt. Tự thưởng cho bản thân khi hoàn thành được mỗi phần việc trong kế hoạch và thực hiện liên tục công việc theo kế hoạch đến khi trở thành thói quen là việc chăm chỉ. Thì để thực hiện những việc làm rèn luyện tính kiên trì vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống thì các em cần phải xác định rõ mục tiêu của bản thân, xác định rõ việc cần làm, cách thức thực hiện từng công việc để đạt được mục tiêu, sắp xếp thời gian hoàn thành các công việc đặt ra với tinh thần quyết tâm cao, tìm cách đứng lên khi thất bại, luôn luôn đặt ra mục tiêu cao hơn để hoàn thiện bản thân. Tiếp theo là sự rèn luyện và cách bảo vệ trong một số tình huống nguy hiểm. Thì sau đây là một số tình huống có thể nguy hiểm xảy ra và biện pháp để bảo vệ trong các tình huống đó. Tình huống đi học trên đường giao thông đông đúc thì nguy hiểm có thể xảy ra là tai nạn giao thông. Thì biện pháp để bảo vệ là tuân thủ luật lệ giao thông. Tình huống là đi học về đường tối vắng vẻ thì nguy hiểm có thể xảy ra là bị bắt cóc, bị bắt nạt, lạc đường. Thì biện pháp để bảo vệ là luôn đi cùng người lớn hoặc đi theo nhóm bạn, không đi một mình. Tình huống rèn luyện thể thao để có thành tích cao thì nguy hiểm có thể xảy ra là có thể bị chấn thương. Thì biện pháp thì lựa chọn bài tập vừa sức, hỏi ý kiến chuyên gia trước khi luyện tập. Khi chúng ta lao động quá sức, bê vác vật nặng không đúng tư thế thì nguy hiểm có thể xảy ra là có thể bị chấn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì biện pháp để bảo vệ là lựa chọn những việc làm vừa sức, giữ tư thế thẳng đứng trong lao động.
Khi chúng ta thức quá khuya để học bài thì nguy hiểm có thể ra là thiếu ngủ, suy nhược cơ thể, trí tuệ, mệt mỏi. Thì biện pháp để bảo vệ là đan xen hợp lý giữa học tập và giải trí, thể thao, tuân thủ thời gian biểu, ngủ đủ giấc. Thì ý nghĩa của sự chăm chỉ trong học tập cuộc sống thì sẽ tạo nên sự thành thục của kỹ năng, đảm bảo cho sự thành công cho mục tiêu đặt ra, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cơ hội mới trong cuộc sống, tạo nên sự tự tin lạc quan. Và chúng ta cần phải lan tỏa giá trị tính kiên trì và chăm chỉ. Sau đây là chúng em cần phải chuẩn bị một số cái hoạt động như sau. Thứ nhất là sưu tầm một số bức tranh liên quan đến một trong hai chủ đề trên. Và chúng ta sẽ tô màu cho bức tranh đã chọn. Thì tô màu này chúng ta sẽ thực hiện trên lớp và chúng ta sẽ nêu thông điệp cho bức tranh đã chọn. Vừa rồi thầy vừa hướng dẫn các em nội dung ôn tập giữa học kỳ môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Thì chúc các em ôn thi thật tốt. Chào các em.